Phương Uyên. Hello Phương Uyên. Mời Tuân hả? Hôm nay nếu mà hình như là ai livestream mới mời được. Trời ơi, thiệp thì chú đọc rồi, còn ghi em chú tưởng đâu đấy, lên like đi công tử họ Thừa ấy. Anh thắng ra trưởng rồi. Rồi, bên kia lag luôn rồi, tưởng đâu lag chứ. Về sau có tập nào bà Nhi dưới cơm chào không hả? Rồi Nhi lúc nào chả dưới cơm chào, chỉ làm chào giường thôi, nói thế cho nó vuông. Hello hello mê ông bà Nhi, chị ơi làm sao để gửi quà cho chị vậy? Trời ơi mọi người gửi quà cho tôi nhiều quá, tôi nhận thì tôi ngại nhưng mà tôi thích. Giờ làm sao, tôi ngại lắm nhưng mà tôi thích nha mấy bà, ý là cái gì không thiệt mà vui lắm, tại vì có người quan tâm mình vui lắm, mình thích lắm, thích lắm, rất thích nha. Nhất là những cái thư tay của mọi người là tôi giữ từng cái một, rất là thích luôn. Đúng rồi, Ngại tôi cũng lắm đồng nhưng luôn mà này. tôi nhắn tin địa chỉ Đó. Chú đọc rồi, Hali ơi, chú đọc rồi. em ở Vĩnh Lộc, chị ở đâu hả? Bố mẹ chị ở Vĩnh Lộc luôn ấy, em đang đi móc túi tặng chị nè. Ủa, hả, làm sao ấy con bé này, sao đấy, làm sao đấy Quân ơi, Quân ơi bình tĩnh nha Quân ơi, mình đừng có làm như vậy Quân ơi, em làm gì mang tiếng chị lắm, sao mà em lại đi móc túi tặng chị. Có đâu, Nhi bị nhiễm virus ai đấy, ai lại nữa đấy, hết tôi ngửi nhang người Nhi bị nhiễm virus là sao, Ở nhà đài, nhà đài, nhà đài. lại nhà này à? Ừ. Đùa, nhà này cho nhiễm virus gì đấy, sợ quá. Ổng mà bật mút tên đá lên là bà Nhi cứng họng liền, đúng rồi. Gì thì gì chứ ông cha ông cũng già tuổi đời hơn Nhi rất là nhiều. Cho nên là thực ra ổng vẫn là trên cơ. Bình thường là con Nhi nó kiểu, nó chỉ là lạ, gọi là sao ta, với cái người mà nó biết là cưng nó, chiều nó, cái nó dậy nó làm tới là mình làm mẩy rồi đó. Chứ còn thực ra là nó biết rõ ràng là ai trên cơ mà. Rồi, hứa đây mà, để gọi em vào đây. Hay móc túi lên tặng chị hả? Ok, cảm ơn em. Hello Chị tưởng em đi móc túi. mọi người. Giờ sao? Giờ sao? Cô tiếp viên Về đây. đi bay em ơi, đến giờ đi bay rồi, về đi bay nào. Tôi vừa mới nghe nói bảo là ai là người sở hữu tôi đấy. Ai nói gì đấy? Sở hữu em. Anh sở hữu em gì nữa, Trời ơi, anh nghĩ sao vậy anh không? ơi? Bây giờ anh sắp em đi bay này, xong rồi anh quyết được cái lịch của em về Ti Mai này, xong bây giờ em ở chỗ nào này, bây giờ ông trao xong mà quyết được mấy cái đấy đúng không, chỉ có anh quyết thôi à? À, anh ơi, anh chỉ là tiếp viên trưởng thôi anh ơi. À, cái phòng, cái người mà sếp đi bay á là ở anh Hiếu ở phòng rooster nha anh, không phải là anh Thắng nha anh Thắng ơi. Anh Thắng tỉnh táo lại giùm nha anh Thắng nha. Bây giờ mình làm tổng chương trình Từ từ nhé, để anh sợ cái này đấy. Mọi người vỗ tay, vỗ tay. đây, 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 đây. Bây giờ để gọi là tiếp viên nói cho tiếp viên trưởng nghe rằng là thí dụ như mà sếp lịch bay thì ở phòng rooster sếp, anh là tiếp viên trưởng thì ok anh có thể là điều em đứng chỗ này đứng chỗ kia khi mà đi bay thôi. Nhưng mà anh ơi, ngoài anh ra thì còn cô Hà nữa nè, còn cô Hà là tiếp viên trưởng nữa anh Thắng ơi, anh Thắng hiểu không? Không 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 phải đâu em ạ, thực ra theo theo hiểu biết của Thắng thì Thắng quyết hết mấy cái đấy em ạ, chắc là mọi người có một chút nhầm lẫn nào ở đây rồi, bây giờ để mình xem mình kết nối ai rủ cô Hà lên đây được không ạ, chúng ta cần phân trần về điều này, Ôi xác định rõ cái ranh giới ạ. Rồi. Anh ơi, em phải nói rõ cho anh một lần nữa như thế này nhá, là có thể là cái đó là sự hiểu biết của anh, nhưng mà cũng có rất là nhiều khán giả comment khi mà anh không biết rắc rối thì khán giả có comment là tại sao hôm nay lên được tiếp viên trưởng vậy. À không em ạ, đôi khi thế này nhá, bây giờ anh giải thích cho Nhi hiểu nhá, bây giờ đúng không, bây giờ anh là tiếp viên trưởng đúng không, anh cần giữ cái bộ mặt cho hãng hàng không của mình, thế bây giờ ví dụ như khách ca hoài thì mình phải để khách ca hoài chứ đúng không nào, thế bây không lẽ bây giờ anh bảo là anh thì biết cái gì đúng không,
Cho nên là đôi khi mình làm dịch vụ thì mình cũng phải giữ cho thể diện khách hàng. Khách hàng ít nhất khách hàng cũng là khách quen của hãng mình. Đấy, thì anh phải có trách nhiệm giữ thể diện cho khách hàng. Là anh thắng Thì hẳn rồi mà giữ bởi vì anh là trách nhiệm rồi. giữ thể diện cho khách hàng nhưng mà không không biết giữ thể diện cho mình hả? Không em ạ, vì tiền anh làm được hết. Rồi để chú tìm lại nhé, nhưng mà hình như là thất lạc đâu đó hay sao, chú không thấy cái thiệp ghi âm Bây giờ gì đấy, hai vợ chồng ông trao đâu đâu ra hai vợ chồng ông trao em, anh có bát hết về em. Đúng rồi, thôi mọi người thông cảm tại vì anh ấy cũng đẹp trai nhưng mà anh ấy bị cắm sừng ấy cho nên anh ấy cũng hơi cay. Cho mọi người thông cảm nhé. Không, mọi người ta hãy luôn cố gắng trải nghiệm hết hỉ nộ ái ố trong cuộc đời này để chúng ta trưởng thành hơn. Đôi khi một người như mình không được nhiều chiều cao lắm nhưng mà bằng một cách nào đấy mình vẫn có thể cao lên được. Rồi vẫn vẫn phải cảm ơn Huyền vì đã giúp anh cao lên vài phân. Thiếu thiếu ở đâu là được bù ở đấy đúng không? Đúng không? Thiếu đâu bù được ở đấy. Bây giờ anh còn cao hơn cả 1m8 nữa. Cái sừng kia tận 2 mét mà cộng với chiều cao thật thôi nói chứ cay đắng cũng phải trải qua cho biết cái mùi chứ. Đúng rồi. Nhiều khi làm trai tốt mãi không được. Cảm giác làm bị chát xem như nào. Nhưng mà mọi người có để ý là anh Thắng nhìn giao diện rất là bad boy không mọi người? Không, Không, giờ mình rất là good boy. Ở ngoài mình rất là hiền. Ê, nói ngạo. Nhưng mà công nhận không, anh ở ngoài hiền mà. Anh ở ngoài hiền lắm luôn đấy. hiền lắm, chuyện mà Không thấy bao giờ hiền. to tiếng. Xong rồi lúc nào cũng kiểu kiểu gần gũi ấy. Thế hiền không chịu được. Đúng không chào? Bắt chào nhỉ? Dễ đấy à? Chờ tí nhá, chờ tí ra nhá. Ngồi im, quậy không? Rủ ông Lân anh ơi, anh không biết thằng Lân đang ở đâu, chắc nó đang đi bay. Không ai công nhận hết. Gọi là thằng này thằng kia để gọi là bạn Lâm. Bạn Lân, xin lỗi tất cả mọi người, mình xuồng xã quá. Để tí nữa chú ra chú tìm lại nhé. Nó cái hình dạng của cái game đấy là cái gì vậy? Rủ cô Vân Anh á, hôm nay cô Vân Anh chú không ngoại giao rồi. À hôm 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 qua hôm qua Hôm nay thấy chú khó tính quá, không ngoại giao được. hôm qua thấy thấy ba người phụ nữ múc bang live cam với nhau ấy. Ê, ngại lắm ấy, thì em cứ nói chuyện với kiểu nhiều nữ của anh, em bị ngại ấy. Không biết tại sao, chắc chắc em bị xuồng xã quá. Là sao? Là anh À nói không, chuyện với nhiều con gái anh bị ngại á? đúng rồi, anh nói chuyện không, nhiều con gái anh bị ngại mà. Không, chứ em thấy anh livestream với cả Quỳnh La Ye với cả chị Trà gì mà. Thì đấy, thì anh không biết nói gì luôn ấy, anh cứ im im mà. Anh bị ngại. Rõ ràng anh mời người ta lên live xong anh kêu anh ngại không biết nói gì. Tại anh ham vui thôi, nhưng mà vui không đúng chỗ đâu. Ôi anh hướng ngoại mà anh hướng ngoại không tới anh Thắng ơi. Anh hướng ngoại nữa buồn quá. Trang này là hướng ngoại giả vờ hướng nội. Cảnh anh đánh chị Huyền là đánh thiệt à em? Anh ngày nào anh cũng đánh em ạ, Nó tự tin vừa quá, thiệt vừa giả. Nhưng mà lúc lúc quay phim là không đánh thiệt nói từ đấy đừng có nói cái từ bạo lực đấy à? đó. Anh ấy Anh ấy xin lỗi mọi người, mình xuồng xã quá. rồi Anh vẫn mời Lân đi, anh không biết Lân đang ở đâu ấy. đã quen với nhịp độ lẫn trò chuyện trực tiếp chưa, đã đọc cái comment chưa? Ê, nó cứ bị trôi anh, thi thoảng nó cứ trôi ấy. Bây giờ anh bảo nhá, em vuốt sang bên trái, vuốt từ bên trái sang, cái chữ nó to hơn dễ đọc hơn. À, rồi em nhớ rồi, lần trước em vuốt không được, đây rồi. Đó, bây giờ đọc đi, đọc to rõ chính tả em nào. Tập mai anh có không? Anh không biết, anh chưa xem anh không biết. Rủ quần 7 màu đi anh. Tại sao mọi người không quan tâm những thứ đang xuất hiện ở đây nhỉ? Anh thừa host talk show về chuyện nghề, chuyện tuổi trẻ đi anh. Ôi dồi ôi,
trời, anh kể chắc đến sang 2025 mất. Nhưng mà hôm anh thấy có cái phim em quay với là phim gì ấy? Nó là một cái web sản xuất của bên Hàn Quốc á, nó là theo cái motif của Hàn Quốc á, nó là Sweet 17. Em quay là cái phim đó là em mới biết Lân á. Thế hả? Quay Anh của học cái anh là gay đấy. Không, người đấy là rất lâu rồi, rất 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 lâu rồi. ê, mọi người gặp nhau lâu nhỉ, gặp nhau sớm thực sự ấy. tại mọi người có duyên với nhau. Đến bây giờ anh mới có duyên mọi người đúng không? Anh vô duyên đúng không? Ý Thảo thế đúng không? Giờ anh mới tạt ngang cho cuộc đời của mọi người. Đúng rồi, thi thoảng đá ngang đá dọc cái. Anh là trong ở ngoài miền Bắc mà, anh mới vào Nam mà. Nhìn ổng lúc bên Nhi cũng thấy ổn, tự dưng cái trao xuất hiện ổng hóa mini luôn. Thôi mọi người đừng có nói vậy, Thắng buồn. Đâu đâu. Tại vì á, thật ra là nếu mà đứng so với cả Lân hay là với cả anh Hải thì Thắng mới kiểu cảm giác là Thắng có bị thấp hơn thôi, chứ còn đứng Thắng đứng bình thường vẫn rất là ok. Đúng không? Cho nên Rồi, cảm ơn Nhi. là nó hả? Cái gì ấy? Đây là một chiếc máy ghi âm của bạn Hali gửi cho chú. Tặng fan tặng quà, ủa thích thế nhờ, không ai sướng như ông Trao luôn đấy. Đây chúng mình thấy có mình nhìn cũng có mà. Thừa thiếu gia đang bị ít người xem òi, không, anh cảm thấy anh được tận mấy trăm người nói chuyện là anh cảm thấy vui lắm rồi, anh không mơ ước gì hơn. Để anh kể cho mọi người, Trịnh Thảo ở ngoài. Cái lần đầu tiên anh gặp Trịnh Thảo ấy, kiểu 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 lúc đầu ấy, cái hồi mà anh mới vào Sài Gòn lần đầu tiên anh gặp Trịnh Thảo ấy, kiểu Trịnh Thảo đã đóng rất nhiều phim rồi, xong rồi kiểu kiểu đại khái như là nổi tiếng rồi ấy, nên là lúc mà anh vào cái lớp đấy và anh gặp Thảo, anh rất là ngại, kiểu anh không biết nói gì, rồi xong rồi anh hướng nội mà, cho nên là anh không biết là sẽ tiếp xúc với Thảo kiểu gì. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên lúc mà anh vào, anh nhìn thấy ôi ê, sao dễ gần thế. Lúc đấy tự nhiên anh cảm giác cực kỳ dễ gần, mà kiểu 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 bạn không có một cái khoảng cách gì rất là gì so với những người mới mới như bọn anh ấy. Thì đúng cái lúc đấy là anh tật kiểu ấn tượng với Thảo đến bây giờ. Em có nổi tiếng đâu, anh đồn gì á. Ê, hồi 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 đấy là em vừa đóng vừa làm xong rất là nhiều phim ấy. Hồi đấy anh biết em mà, em nổi tiếng anh mới biết em ấy, chứ anh bình thường anh có biết ai đâu. Thề, em thề không nổi tiếng nha. Em Ủa? chưa bao giờ em nghĩ là em nổi tiếng luôn ấy. Cái hồi đi học đấy hả? Hồi đi học ấy, rồi rồi sau gặp gặp ông Hải Em chỉ thấy là cười. chàng ta có vẻ đẹp trai đấy, lớp này quá nhiều trai đẹp đi đấy, em ấn tượng của em là thế đấy, không có suy nghĩ gì nhiều. Học tại thực ra đi học nó không có ai không nghĩ cái vụ mà nổi tiếng hay không nổi tiếng gì hết trơn á, em chỉ tin ai đẹp trai thôi để em quá cặp lên em diễn cho nó có mood. Xong Và cuối cùng Trịnh Thảo không bắt cặp tôi mọi người ạ. ông cha không rủ em đúng không, anh hãy rủ Ê, em. trao nhắm sớm nhá, trao nhắm sớm thế nhỉ. Đâu, tại lúc ấy mọi người gần như có cặp hết rồi, có mỗi Vậy à? là anh là Thảo, Mọi là hai anh mọi em biết biết nhau lâu rồi, còn chút à rồi mà kiểu bò bò ra làm cảnh gì, thế là hai anh em bò lên. em tặng quà cho anh nha thừa, em tặng quà gì ấy? Em mọi người không cần tặng quà cho mình đâu, thật mình nói thật, mình cảm thấy là mọi người nói chuyện với mình là mình vui lắm rồi. Sau này anh có thích Nhi không, em hỏi Nhi đừng hỏi anh. Ok. Không biết luôn. Thừa thiếu gia còn ở Hà Nội không ạ? Anh chuẩn bị vào lại Sài Gòn rồi, anh trẻ 5 năm nha anh. Ui, tóc anh đang xấu lắm luôn đấy, anh không biết trẻ bây giờ, trẻ 5 năm chắc thành cái gáy sách mất, nhìn trông như kiểu bùi nhùi ấy.
Nhưng mà anh Thừa đang Hà Nội à? Ừ, anh ra Hà Nội có xíu. Tôi biết rồi. Tôi biết rồi, tôi nghe rồi. Tôi nghe cái vụ đấy rồi. Hello À, anh đọc thôi, anh đừng nhăn. Ê, ê. cái điện thoại phụ của mình đâu nhỉ? Chờ Anh mình. thấy Thừa ấy, chấp niệm với việc mà kiểu đọc comment thật đấy. Hay là cậu bé bảo cậu bé không bị cận nhưng mà cậu bé không thể nhìn nào được một cái đoạn chữ mà nó cách xa như này. Đây đây đây, em đã có phương án backup rồi, mọi người hãy chờ tí nhá. Xong rồi mọi người biết không, thế là lần lần đầu tiên gặp gặp ông Trao ấy, hồi xưa mà bọn mình ở trong một cái lớp gọi là lớp tập huấn để cho cái phim này ấy, thì mình gặp ông Trao rồi bắt đầu là hồi đấy cái này các bạn chưa đủ 18 nó học theo nhá. Ông Trao cũng đang đứng ở ngoài thế này. Thế lúc đấy mình cũng ngứa đầu rồi đó. Sau mình chạy ra mình khoảng sau nhìn nhìn sau thấy khứa này nói giọng Bắc mà nhìn ra anh ở Hà Nội rồi sau mình lân la mọi người biết mình lân la làm gì không, mình lân la mình xin thế này sau đứng thế này anh vào lâu chưa anh cũng thì Có cần phải chân thực như thế không? sau bắt đầu là mới quen nhau thì bây giờ vui lắm. Phim này không có Ngô Đức Hải. Ngô Đức Hải có đi học cái lớp này với tụi chị nhưng mà không có đóng trong phim này. Mọi người nhớ Ngô Đức Hải không? Sao anh ở nhau mắt thì Có cũng đọc mà. được nhiều. Đâu rồi? Đây 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 đây. Đây rồi, tôi tìm được rồi. Đây, tôi đã tìm được livestream tôi. Có nhiều bạn trong lớp đấy hay mà. Em thoát fan bên ông Trao của anh nha anh Thừa. Người lớn không chọn ai cả em ạ, chọn cả hai. Anh mở nhỏ cái loa điện thoại đó lại, nơi anh tắt cái tiếng đó luôn anh ơi. Ok, sorry. Lâu tách mọi người thông cảm. Mình sẽ làm lại. Nói nghe nè, bây giờ ông Trao với ông Thắng ngồi livestream với nhau nha, tôi đến giờ tôi phải off rồi. À, người ta off rồi. Cảm ơn Ok. chị Thảo rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã tấu hài mình ạ. Bây giờ phải off rồi, hẹn mọi người hôm nào đó rảnh lại livestream tiếp hỉ. Ok, hẹn gặp lại chị Cái này Thảo. là kèo riêng nhá, cái này kèo riêng hẹn Thảo thứ bảy. Thứ bảy à? Vậy là Wow, đã. Thứ bảy. vậy làm gì ấy? Có bên quyền lực nhờ hai chúng mình làm việc. Thế à? Càng càng thế nhá, càng quá càng luôn. Bye mọi người nha, chúc mọi người Bye. vui vẻ nha. Bye bye mọi Bye. người. Bye bye mọi người. Mọi người là chơi với ông Trao với lại anh Thắng nha. Chào mọi Bye người. bye. Bye. À chấm, bye bye Thảo, quên không phải bye bye mọi người. Bye bye Thảo nhá. Bye 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 Thảo. bye bye bye. Ok, bye Đi ăn cơm với pate tiếp đi. Đúng Không vậy. có pate à? Ăn pate cột đèn không? Đi à? Đi rồi. Vẫn là